Hôm nay mình sẽ học bài 26 là bài học thuyết tổng hợp hiện đại nha. Thì thực tế ra thì cái học thuyết tổng hợp hiện đại này á là nó dựa trên cái học thuyết của Darwin, và các nhà di truyền học hiện đại thì đã ngồi lại góp công góp sức và viết lại học thuyết Darwin theo cái kiểu là ngôn ngữ của di truyền học hiện đại. Cho nên chúng ta được là học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại. Thì nội dung bài học này của mình á, mình sẽ có hai phần. Phần thứ nhất, mình nói chung về cái thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại. Thì thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, quan niệm tiến hóa là gồm tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn, cũng như là chúng ta nghiên cứu đến cái nguồn biến dị di truyền của quần thể. Quần thể nó phải có cái nguồn biến dị thì nó mới tiến hóa được ha. Rồi sau đó chúng ta qua phần 2, cũng là cái phần mà nhiều cái câu hỏi nó thích hỏi nhất, đó là phần các nhân tố tiến hóa. Bây giờ mình nói phần đầu tiên, quan niệm tiến hóa và nguồn nguyên liệu tiến hóa. Thì trước tiên cô giới thiệu với các bạn, đây là những cái nhà khoa học mà họ đã ngồi lại với nhau. Và em nhìn trên màn hình em sẽ thấy họ và tên của họ ha. Họ đã ngồi lại với nhau để họ cùng nhau, họ phát triển cái học thuyết tiến hóa của Darwin lên, trở thành thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại. Đó. Thì sau khi phát triển xong rồi thì họ thấy là tiến hóa thì bao gồm tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn. Và chúng ta nghe một câu chuyện trước khi chúng ta kết luận về tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn nhé. Thì cô giả sử là trong một cái khu làng kia rất là thanh bình, yên ả và xinh đẹp như một bức tranh như thế này. Thì khu làng này có con người sinh sống nhé, cho nên là xung quanh nó có rất là nhiều ngũ cốc. Đấy. Và có một cái quần thể chim sống ở trong cái ngôi làng này, và quần thể chim này là chim ăn ngũ cốc, cho nên cái mỏ của nó ngắn ngắn như thế này đây. Thì theo như di truyền học thì nếu như mà chúng nó sinh con thì cái con của nó mà muốn ra cái mỏ dài như vậy á thì nó hơi bị ít, mà thực sự là đa phần những cái con chim con của những cái con chim mỏ ngắn thì mỏ nó cũng ngắn. Tuy nhiên nhá, tuy nhiên là do biến dị tổ hợp thì trong số những con chim con của những con mỏ ngắn thì vẫn xuất hiện những cái con mỏ dài. Thì nếu như mà miền quê vẫn cứ yên ả thanh bình, con người vẫn trồng cấy ngũ cốc thì cái con chim mỏ dài này á, cái sức sống của nó không có ưu thế. Bởi vì cái mỏ này nó mổ ngũ cốc thì nó cùi bắp hơn là so với cái mỏ ngắn. Tuy nhiên nha, tuy nhiên các bạn hình dung nè, một ngày kia có một cái biến đổi rất là to lớn. Cô ví dụ như là có động đất đi, nó làm cho cái khu vực này là con người không còn sinh sống được nữa. Khi con người không còn sinh sống được nữa thì họ rời đi hết. Họ rời đi hết thì thời gian trôi qua sẽ không còn ai trồng cấy ngũ cốc, và những cây ngũ cốc sẽ càng ngày càng tàn rụi, và thức ăn dành cho những con chim mỏ ngắn này càng ngày càng hết đi. Thay vào đó là những cái cây mọc hoang dại nó mọc lên. Vậy thì lúc này ưu thế lại trở về những con chim mỏ dài, là những con chim mà có khả năng hút mật hoa. Mỏ dài nó hút mật hoa được, còn cái mỏ ngắn là không hút được mật hoa. Vậy là dẫn đến là lúc này sức sống của những con chim mỏ dài này nó hơn so với con chim mỏ ngắn, thì cái khả năng để lại nguồn gen của những con chim mỏ dài này nhiều hơn, và càng ngày ở trong quần thể xuất hiện càng nhiều những con chim mỏ dài. Cho đến một ngày kia thì hầu như những con chim mỏ ngắn này là không còn, mà toàn là con chim mỏ dài. Đó. Và loài mới đã xuất hiện đây. Vậy thì cái quá trình mà biến đổi một cái quần thể từ một cái quần thể có mỏ ngắn thành ra mỏ dài để trở thành loài mới là chim mỏ dài này thì gọi là tiến hóa nhỏ. Đó. Vậy thì từ quần thể này biến đổi thành quần thể kia như vậy thì cần phải có sự biến đổi về vật chất di truyền của quần thể, mà cụ thể là biến đổi về tần số allele và biến đổi về thành phần kiểu gen của quần thể. Vậy chúng ta tóm lại bài của mình nhé. Tiến hóa nhỏ này là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể diễn ra trên quy mô quần thể thôi, cho nên ta gọi là quy mô nhỏ, thời gian diễn ra tương đối ngắn và kết quả là hình thành loài mới. Còn tiến hóa lớn là như nào thì chúng ta hiểu đơn giản là tiến hóa lớn thì gồm nhiều cái tiến hóa nhỏ, là quá trình làm xuất hiện các đơn vị phân loại trên loài. Thì em cứ hình dung là tiến hóa lớn gồm nhiều cái tiến hóa nhỏ này thì xuất hiện nhiều loài, thì nhiều loài này sẽ gộp lại thành các đơn vị phân loại trên loài. Và quy mô của tiến hóa lớn thì đương nhiên là phải lớn.
Thời gian diễn ra hàng triệu năm và kết quả là tạo ra các nhóm phân loại trên loài. Lưu ý với các bạn là quần thể là đơn vị nhỏ nhất có thể tiến hóa, và quá trình tiến hóa nhỏ sẽ kết thúc khi loài mới xuất hiện. Cái hình thành loài được xem là ranh giới giữa tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn. Thì để hiểu kỹ hơn về tiến hóa lớn, các bạn có thể xem cái hình này đây nè. Cứ một cái tròn tròn là một loài được phát sinh. Vậy bây giờ là gom nhiều loài được phát sinh lại, chúng ta sẽ có một chi. Xong gom nhiều chi lại ta được một họ, gom nhiều cái họ lại ta được một bộ, gom nhiều bộ lại thành một lớp. Vậy là tiến hóa lớn sẽ xuất hiện các cái đơn vị phân loại trên loài. Bây giờ mình quay phần 2 là nguồn biến dị di truyền của quần thể. Thế các bạn nhớ lại cái đoạn kể chuyện hồi nãy đó. Từ một cái quần thể chim mỏ ngắn mà trở thành một cái quần thể chim mỏ dài thì cần phải có sự thay đổi về cái vật liệu di truyền của quần thể. Vậy thì cái vật liệu di truyền này thay đổi nó phải có nguồn gốc từ đâu chứ? Đó. Thì cái nguyên nhân mà phát sinh ra được cái biến dị này á, là do đột biến. Cho nên đột biến sẽ được gọi là biến dị sơ cấp. Đó. Sau đó các alen đột biến này nó sẽ được xáo trộn ở trong quần thể qua cái quá trình giao phối. Cho nên cái quá trình giao phối sẽ được gọi là biến dị thứ cấp. Mà quá trình giao phối thì tạo nên biến dị tổ hợp ha, cho nên biến dị tổ hợp sẽ được gọi là biến dị thứ cấp. Ngoài ra thì những cái biến dị của quần thể nó còn có thể do sự di chuyển, sự di nhập cư á, của các cá thể hoặc là các giao tử từ các quần thể khác vào nữa. Và phần lớn các quần thể trong tự nhiên thì đều có rất là nhiều biến dị di truyền, cho nên là nó có rất là nhiều nguyên liệu để mà tiến hóa. Bây giờ mình chuyển qua phần 2, chúng ta nghiên cứu các cái nhân tố nào mà làm cho cái cấu trúc di truyền của quần thể nó thay đổi. Thì các nhân tố đấy được gọi tên là nhân tố tiến hóa. Cô lặp lại lần nữa. Nhân tố tiến hóa là các nhân tố làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể. Thì cái tần số alen với cái thành phần kiểu gen này được gọi là cấu trúc di truyền của quần thể. Và chúng ta có tổng cộng là 5 nhân tố tiến hóa bao gồm là đột biến này, di nhập gen này, chọn lọc tự nhiên này, yếu tố ngẫu nhiên này và giao phối không ngẫu nhiên. Thì chúng ta nghiên cứu từng cái loại một nhé, đột biến này. Thì các bạn đều biết là đột biến thì sẽ tạo nên cái nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa mà chủ yếu là từ đột biến gen. Tại vì đột biến gen nó ít ảnh hưởng đến sức sống của sinh vật, cho nên cái đột biến gen này nó giữ lại ở trong quần thể. Và đột biến thì cái tần số đột biến của một gen nó rất là thấp, khoảng tầm 1 phần triệu, cho nên nó làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất là chậm. Các bạn nhớ chữ chậm cho cô nha. Và mức độ có lợi hay có hại của cái đột biến này thì còn phụ thuộc vào môi trường và tổ hợp gen nữa. Đó là những đặc điểm của nhân tố đột biến nhé. Thì chúng ta nói tới các đặc điểm của cái nhân tố tiến hóa di nhập gen. Thì di gen có nghĩa là có một số cá thể đi ra khỏi quần thể. Nhập gen tức là có một số cá thể đi di cư vào quần thể, nhập cư vào quần thể. Thì di nhập gen sẽ làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể gốc. Nếu là nhập gen, tức là có một số cá thể nhập cư vào quần thể thì nó sẽ mang theo những alen mới hoặc là những cái kiểu gen mới làm phong phú vốn gen của quần thể. Còn di gen thì nó là một số cá thể nó xuất cư ra khỏi quần thể mà, cho nên nó có thể làm nghèo vốn gen của quần thể. Còn đây là đặc điểm của chọn lọc tự nhiên. Chọn lọc tự nhiên thực chất là sự phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình. Hãy nhớ nha, nhớ trực tiếp lên kiểu hình. Do đó nó gián tiếp làm thay đổi thành phần kiểu gen, dẫn đến thay đổi tần số alen của quần thể. Và cái chuyện mà cái tần số alen nó thay đổi do chọn lọc tự nhiên á, nó diễn ra nhanh hay chậm thì nó phụ thuộc là quần thể lưỡng bội hay đơn bội. Cái quần thể lưỡng bội nó sẽ có cái tốc độ thay đổi tần số alen chậm hơn nhá, chậm hơn so với quần thể đơn bội. Rồi nó còn phụ thuộc là chọn lọc tự nhiên trống là alen trội hay alen lặn. Chọn lọc tự nhiên mà trống là alen trội thì sẽ làm cho tần số alen thay đổi nhanh hơn là trống là alen lặn. Và các bạn nhớ tiếp là khi môi trường không thay đổi thì chọn lọc tự nhiên vẫn không ngừng tác động.
vì đột biến và biến dị tổ hợp vẫn không ngừng phát sinh. Và cuối cùng là chọn lọc tự nhiên chính là cái nhân tố quy định chiều hướng tiến hóa. Đây là đặc điểm của yếu tố ngẫu nhiên nhé. Yếu tố ngẫu nhiên là một cái yếu tố mà ngẫu nhiên làm cho một số cá thể của quần thể nó bị chết. Ví dụ như là đột nhiên có cháy rừng, làm một số lượng lớn cây bị chết chẳng hạn. Hay là đột nhiên có lũ lụt, là một số lượng lớn động vật mà ở dưới đất nó bị chết chẳng hạn, vân vân. Thì yếu tố ngẫu nhiên này á, nó hay xảy ra đối với quần thể có kích thước nhỏ hơn là quần thể có kích thước lớn. Và nó là một cái loại mà có thể loại bỏ hoàn toàn một alien lặn ra khỏi quần thể. Và một alien nào đó cho dù có lợi vẫn có thể bị loại bỏ hoàn toàn. Và một alien có hại vẫn có thể trở nên phổ biến. Tại vì nó là yếu tố ngẫu nhiên mà. Yếu tố cuối cùng là gieo phối không ngẫu nhiên. Thì gieo phối không ngẫu nhiên là gieo phối có lựa chọn. Nó không làm thay đổi tần số alien, nhưng mà làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo cái hướng tăng tần số kiểu gen đồng hợp và giảm tần số kiểu gen dị hợp. Và gieo phối không ngẫu nhiên thì nó giảm tần số kiểu gen dị hợp mà. Nó giảm đến một mức nào đó nó mất luôn ha. Thì gieo phối không ngẫu nhiên sẽ làm nghèo vốn gen của quần thể. Sau đây thì để cho các bạn có thể vận dụng được vào những cái câu hỏi trắc nghiệm thì cô đã làm cho các bạn một cái bảng. Cái bảng này liệt kê lại 5 nhân tố tiến hóa chúng ta vừa tìm hiểu nè. Và bây giờ những cái câu hỏi liên quan nhé. Câu hỏi số 1. Những cái nhân tố tiến hóa này nè, nó làm thay đổi tần số alien hay thay đổi thành phần kiểu gen? Thì đáp án nè, đáp án hiện lên nè. Rồi 5 cái nhân tố tiến hóa này nè, nó làm cho vốn gen trở nên phong phú hay là nghèo đi? Đáp án nó ở đây nha. Tại vì đột biến nó tạo ra alien mới cho nên nó làm phong phú vốn gen của quần thể. Còn chọn lọc tự nhiên á, thì nó làm cho một những cái cá thể mà không thích nghi á, bị chết đi mà. Mà chết đi thì mất bớt gen đi cho nên chọn lọc tự nhiên sẽ làm nghèo vốn gen của quần thể. Gieo phối không ngẫu nhiên thì nãy cô giải thích rồi. Còn di nhập gen á, thì nếu là nhập gen thì làm phong phú vốn gen của quần thể. Nhưng mà nếu là di gen thì lại làm nghèo vốn gen của quần thể. Yếu tố ngẫu nhiên đương nhiên làm nghèo vốn gen của quần thể. Câu hỏi số 3 nhé. Cái sự thay đổi ở cái một với cái hai này nè, nó diễn ra nhanh hay là chậm? Thì đáp án là ở đây. Đấy. Câu hỏi số 4 là sự thay đổi ở một và hai diễn ra có hướng hay là không có hướng? Thì đáp án ở đây. Chọn lọc tự nhiên là có hướng ha, có hướng theo môi trường đó. Cái nào mà phù hợp môi trường thì giữ lại nên nó có hướng. Gieo phối không ngẫu nhiên sẽ diễn ra có hướng là giữ lại kiểu gen đồng hợp và loại bỏ kiểu gen dị hợp. Di nhập gen thì thực sự không có hướng, yếu tố ngẫu nhiên cũng không có hướng. Bây giờ mình sẽ làm một số câu hỏi và bài tập để chúng ta củng cố bài học của mình nha. Rất là cảm ơn các em đã theo dõi bài học và hẹn gặp lại các em vào những cái bài học tiếp theo.